mô hình là dự án showroom giúp đỡ, trong đó là góp cái phần rào rồi là cái thất để trồng. Thì một hộ như vậy là trồng được là 1 hecta, họ đã thu hoạch trong 1 hecta là coi như là có hộ là 18 triệu, có hộ là 16 triệu. Nhưng trong cái 10 hộ đó thì hiện tại bây giờ thì đang mở rộng cho 20 hộ, ở cho 10 hộ nữa. 13 hộ là ở Khe Cát, rồi là 7 hộ là ở Pờ Luông, người dân đặc biệt khó khăn nhất. Thì theo tôi đi với cái dự án này thì đặc biệt nhất là họ giúp đỡ cho mình có cái nâng cao nhận thức của con người mình, để về là coi như là tuyên truyền cho bà con để cho đói giảm nghèo ạ. Cái đợt này á là thấy là tôi thấy là rất là quyền lợi cho dân. Nhưng chúng tôi á là đang tập trung ở xã, đang là coi như là công tác tuyên truyền vận động các hộ nên phát triển vấn đề đợt để cái nâng cao mà cho đói giảm nghèo cho địa phương. Thế năm 2007 thì là có trung tâm Sizum đến, thế là hỗ trợ chúng tôi là lấy lại được cho cộng đồng chúng tôi là 60 ha rừng, và bây giờ là chia cho 47 hộ, mỗi hộ là 0,5, còn bao nhiêu là cho vào rừng cộng đồng để bảo vệ và nhờ rừng. Đấy là cái rừng đấy là chúng tôi lại phát sạch đi để trồng cái cây bản địa, khôi phục lại cái cây bản địa. Tôi thấy là cái này là quá thiết thực, mà lấy đầu tiên là kiến thức về cho bà con, và lấy lại đất của nông trường của một công ty Đông Bắc về cho bà con để bà con có cái đất canh tác, là rất là hữu ích, mà đưa cái khoa học kỹ thuật về cho bà con để mình trồng cây gì và chăn nuôi cây gì với những đồng bằng như ở trên dân tộc như chúng tôi bây giờ. Theo tôi thấy là trung tâm Sizum là một trung tâm mà có thể mang lại cho chúng tôi nhiều cái lợi ích, mà cơ hội mà hỗ trợ chúng tôi làm những mô hình ở trong như ở địa phương chúng tôi. Hiện tại như bây giờ là chỉ có hơn 10 hộ thôi đang làm theo mô hình của chương trình trung tâm Sizum. Như gia đình nhà tôi thì hiện tại đang có trên 1 hecta trồng con bò. Có thể bây giờ là chưa, nhưng mà sau này có thể là có hiệu quả cao hơn. 2005 thì dự án xây dựng bước chân vào của địa phận xã Bắc Lãng phải điều chỉnh đất rừng, thì nhân dân xã Bắc Lãng vẫn là khẳng định là một cái nhất phấn khởi. Mà sau khi 2007 mà điều chỉnh đất rừng xong, các hộ gia đình đều được sổ đỏ, từ đó nhân dân nhất là tin tưởng mà được cấp cái sổ đỏ là nhân dân, và từ cái công tác xã đó giảm nghèo. Trước đây mà chưa giao đất giao rừng thì có 74% là đói nghèo của xã Bắc Lãng. Sau khi cho đến bây giờ thì cho đến bây giờ khoảng hiện vừa rồi của bà con 45%, tức là giảm gần một nửa. Thế cho nên là phát huy được cái giao đất giao rừng thì nhân dân nhất phấn khởi. Mà về cái tổ chức Sizum thì Xuân Lĩnh cũng là một trong những đơn vị được cái tổ chức này quan tâm cho tạo điều kiện để tham gia dự án như này. Và vừa rồi thì như vậy, được cái quan tâm của tổ chức thì Xuân Lĩnh được tham gia cái mô hình vườn ươm nhỏ với cái kinh phí trên 200 triệu đồng. Và như vậy thì chúng tôi đã trực tiếp giao cho Hội Phụ Nữ là cái cơ quan tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm được đảm bảo chính quyền để tổ chức làm cái vườn ươm này. Và từ đó thì chúng tôi tổ chức cái vườn ươm cũng như đưa cả cái cây giống mà do cái tổ chức Sizum đưa về. Và sau khi chúng tôi trồng ươm thì hiện nay chúng tôi đã trồng được cái hàng vạn cây là bản địa này tới cả cái khu rừng cộng đồng, để từ đó là chúng ta tạo môi sinh môi trường nhưng đồng thời là phát triển kinh tế lâu dài người dân. Và chúng tôi thấy cái mô hình này rất là tốt, và khi chúng ta thấy cái triển khai tổ chức Sizum này thì nhận thức của người dân và của đảng ủy chính quyền nó được nâng lên rất rõ rệt trong vấn đề bảo vệ phát triển rừng. Về cái vườn ươm của xã Xuân Lĩnh thì được chương trình Sizum hỗ trợ vào cuối năm 2016, thì đến nay thì vườn ươm cũng đã đi vào hoạt động là có chiều hướng tương đối tốt và đã phủ xanh, đến nay đã được là trên 6 ha rừng. Về cái tác dụng của vườn ươm để cái phần thứ nhất á, thì là phủ xanh được là đất trồng nuôi trồng ở tại cả cái rừng cộng đồng, và cái thứ hai nữa
Thì trong một thời gian trước mặt á, thì có thể là chưa có thu nhập, nhưng mà sau khoảng 10 năm hoặc 15 năm thì bắt đầu là khi đó đã tạo được một cái thu nhập và nâng được cái mức đời sống cho nhân dân lên. Và cái thứ ba nữa là đảm bảo được cái nguồn nước và dân sinh trong cái rừng, trong cái số diện tích trong lúa nước để đảm bảo cái nguồn nước của rừng đầu nguồn. Tổ chức Xi Rúm á, thì chúng tôi đánh giá là rất cao và có cái khả quan trong cái thời gian tới, bởi vì là những cái mạng lưới này sẽ đảm bảo cho được là các cái phủ sóng, phủ xanh tất cả cái rừng đông nguồn cũng như là rừng cộng đồng và các cái rừng bản địa trên toàn đất nước của Việt Nam. Thì phải nói rằng là trong cái quá trình hoạt động của các cái mạng lưới này thì trong hy vọng trong thời gian tới sẽ là đáp ứng được tốt hơn nữa. Vừa rồi Xi Rúm thì triển khai trên địa bàn xã chúng tôi là có hai cái mô hình, đó là mô hình phát triển cây dược liệu và giao rừng, giao rừng cho bà con. Thì vừa rồi thì được bà con rất nhiệt tình ủng hộ cái này, và thông qua đó thì bà con thấy được cái trách nhiệm của mình trong cái việc bảo vệ rừng, và họ nâng cao được cái ý thức trong cái việc bảo vệ rừng. Và một cái này thì họ thấy được cái đó là rừng của mình và họ có trách nhiệm với bản thân họ để có ý thức bảo vệ hơn. Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam, chúng tôi hợp tác với Xi Rúm từ 2010. Đấy, như vậy là gần chục năm hợp tác, thì giữa Care và Xi Rúm chúng tôi coi nhau những đối tác chiến lược, có những sự hợp tác rất là chặt chẽ. Care thì hợp tác với rất nhiều các tổ chức phát triển xã hội trong nước, và mỗi một đối tác thì chúng tôi có những cái mảng hợp tác riêng. Riêng với Xi Rúm thì chúng tôi hợp tác trong những mảng quản trị rừng, đất rừng. Thì Xi Rúm là một trong những đối tác được chúng tôi đánh giá là rất là có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong mạng này. Để thì thông qua gần chục năm hợp tác giữa Care và Xi Rúm thì chúng tôi đánh giá rất cao về cái năng lực, cái cách tiếp cận của Xi Rúm. Thì Xi Rúm là một tổ chức làm việc rất là sâu sát với cộng đồng, giải quyết được rất nhiều vấn đề mà tương đối nóng, đặc biệt trong vấn đề rừng, đất rừng. Đấy, thì cách Xi Rúm làm thì không giải quyết một vấn đề ở rừng, mà Xi Rúm thông qua những cái đại diện của đồng bào đến từ phía Bắc, miền Trung và miền Nam thì tạo thành một cái mạng, chúng ta gọi đây là cái mạng nét nét. Thì đấy là một cách mà chúng tôi đánh giá rất cao. Thì mỗi vùng có những cách, có những cái đặc thù riêng, có cái nét văn hóa riêng, thì bằng việc là hỗ trợ kết nối đồng bào từ các nơi đến, thì đấy là một cách rất là hay để mọi người đến, mọi người đều có những cái chia sẻ, những cách giải quyết riêng của từng vùng thông qua việc cung cấp những cái thông tin, những cái chính sách của luật pháp để mọi người cùng hiểu. Nhưng có cách, có những cái cách giải quyết thì từng vùng khác nhau. Thì thông qua mạng nét nét này tôi nghĩ là rất là hay. Đấy là một cái cách tiếp cận của Xi Rúm trong vấn đề về nâng cao năng lực, nhận thức của đồng bào về quyền, về rừng, và đất rừng, cũng như là giúp họ có những cái cách giải quyết riêng, chia sẻ những kinh nghiệm, không chỉ vấn đề về giao đất, giao rừng, mà ngay cả vấn đề về sinh kế trong việc khai thác sản xuất từ rừng, đất rừng. Thì mỗi vùng cũng có những cái nét đặc thù riêng, nhưng họ đến với nhau, họ chia sẻ và kết nối với nhau, thì đấy là một cái mà chúng tôi thấy là hiện nay Xi Rúm đang làm rất là tốt.